Xin chào quý khách hàng nhà đầu tư, tôi tên là Lê Công Tung, hiện tại đang công tác tại công ty cổ phần bất động sản Kim Cương. Hôm nay tôi đang có mặt tại quỹ đất tái định cư của tôi và công ty bất động sản Kim Cương phân phối. Phía sau tôi là trường học Minh Đạt cấp 1 và cấp 2. Thì hiện tại quỹ đất tái định cư của tôi đang phân phối là đầy đủ các tiện ích, trường học, chợ ủy ban. Phía sau của tôi là trường mầm non, kế bên là trường tiểu học và trung học Minh Đăng. Hiện tại khu vực này là khu vực trung tâm, dân cư đã hiện hữu đông và đúng giờ 10 giờ 30 thì học sinh đang tan học. Và phía bên tay phải của tôi là trường cấp 2. Thì ngôi trường này là đạt tiêu chuẩn quốc gia và đã hiện hữu cách đây hơn 10 năm. Phía trước của tôi đó là BKMX quy hoạch thêm một quỹ đất trường cấp 3 và bệnh viện BKMX. Ở phía trước những ngôi nhà đó là ngôi nhà thương mại nằm mặt tiền quốc lộ 14. Cách quỹ đất của tôi đang phân phối là khoảng 200m. Và phía đây là quỹ đất tái định cư của tôi đang phân phối. Thì hiện tại quỹ đất của tôi đang phân phối đã có khách hàng mua và bắt đầu là đã cho xây dựng tự do. Khách hàng đang xin giấy phép xây dựng. Đây. Thì với diện tích là 5 x 30 thổ cư 100%, mặt tiền đường 16m. Đó, thì hiện tại cơ sở hạ tầng đang làm. Đó, mời cả nhà cùng xem nha. Khách hàng nhà đầu tư mà sở hữu đất tái định cư BKMX thì đầy đủ các tiện ích, con cái đi học là gần trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện, chợ ủy ban. Thì giá trị bất động sản hiện tại khu vực trung tâm thị xã chỉ dao động 5 đến 6 triệu một mét vuông, cơ sở hạ tầng đang làm và mật độ xây dựng là đang cho xây dựng. Thì khi quý khách hàng mua trong vòng 2 đến 3 năm giá trị bất động sản tăng gấp đôi là chuyện bình thường. Thì hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này để sở hữu một lô đất tại định cư BKMX. Xin chào và hẹn gặp lại.